Chào mừng em đã đến với thế giới này, Bi Sư Kê. Bây giờ nhóc đã lớn như thế này rồi, mình sẽ thu nhỏ và đưa nhóc cho về 100 triệu năm trước. Nhưng trên đường đi, bọn mình gặp rất là nhiều khó khăn. Không chỉ cỗ máy thời gian bị hỏng, đã thấy bọn mình còn bị truy đuổi bởi một tên thay sang khủng long đã có mưu đồ cướp lấy Bi Sư Kê nữa chứ. Đánh hàng lăng bay. Họ là tại sao khủng long đang nhắm đến Bi Sư Kê kìa? Các cậu nhìn kìa, khủng long bạo chúa đưa đây, mau mau lấy mấy thanh trưởng đi, nhanh lên. Không phải cái này, không phải cái này, không phải cái này, hết cứu rồi, không thấy bảo bối. Bọn chúng đuổi kịp kìa. Chạy mau nào các cậu. Doraemon, chú khủng long của Nobita,